Trước những thay đổi không ngừng của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, trong vài năm trở lại đây, không ít chuyên gia đã cho rằng đây là thời điểm không thuận lợi cho các ngành dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực du lịch lữ hành. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực du lịch, Vietravel đã nhanh chóng linh hoạt thay đổi chiến lược kinh doanh theo từng thời điểm, chủ động tìm thị trường du lịch tiềm năng và ổn định hoạt động kinh doanh qua các năm. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2015, Vietravel chính thức khởi động lại đường bay Cần Thơ-Đà Lạt. Theo lịch trình, máy bay sẽ cất cánh từ Đà Lạt lúc 12 giờ 55 phút và khởi hành tại Cần Thơ lúc 14 giờ 25 phút với tần suất 3 chuyến một tuần, khởi hành vào các ngày thứ 3, 5 và Chủ nhật. Tất cả các chuyến bay được thực hiện bằng loại máy bay ATR-72 67 chỗ ngồi và mở bán từ đây đến đầu tháng 3 năm 2016 để phục vụ cho nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao dịp cuối năm. Với giá vé tiết kiệm chỉ từ 399.000 đồng đến 1.550.000 đồng một lượt đã bao gồm thuế và phí. Được bồi đắp bởi phù sa màu mỡ của sông Cửu Long, hệ thống kinh rạch cùng rừng xanh, biển đảo và hệ sinh thái phong phú đã hình thành cho đồng bằng sông Cửu Long những cảnh quan đặc sắc, hấp dẫn. Cần Thơ được biết đến là nơi giao thương kinh tế, trao đổi văn hóa và là cửa ngõ liên kết các tỉnh Tây Nam Bộ với các thành phố lớn trong cả nước. Chương trình tour Cần Thơ-Đà Lạt mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, rút ngắn thời gian từ 12 tiếng đi xe xuống chỉ còn 55 phút bằng đường bay, thực sự là sản phẩm đột phá và không thể bỏ qua trong những ngày cuối năm này.